quá cộng trăm quá thôi. Đây, đây là phần kèm theo. Một dây nguồn 220. Một dây bình ắc quy. Và hai dây ngõ ra lo ha. Ok chưa? Thì mẫu mạch này sử dụng 2IC ha. Đây. Bên trong cái bao mạch này. Để anh quay rõ cho các anh em này ha. Thấy không? 2IC ra hai kênh riêng biệt. Thì 2IC nó mỗi kênh của nó là 100W, tên IC là CS3818E ha, công suất 100W cộng 100W. Thì đối với cái mẫu mạch này nó đánh cho lo 3 tốc đôi. 3 tốc đôi ha. Thì mình đánh cho lo con 38 hoặc trên 38 là ok hết ha. Trên 38 chút xíu ha, ok hết. Ok. Thì đối với mẫu mạch này nó có chức năng livestream, lập trình chống hú ha, trình chống hú, reverse echo. Thì ở đây mình cũng giới thiệu rõ cho các anh em luôn ha. Cái này dạng lập trình theo dạng văn cơ, cho nên là mình xem cái nút echo nè là nút mix effect, cho nên mình tăng lên tối đa. Còn cái nút đeo này á là nó là phối với reverse và echo. Nếu mình dặn về bên tay phải ha thì nó là thiên về bên echo, mà nếu mình thiên về bên tay trái á, thì nó là thiên về reverse ha. Đây là phần chỉnh đầy đủ của phần micro nè, microphone echo là xem như mic effect á, đeo là reverse echo, mic bass mic chép ha, bass mic chép. Đây là cái phần khối livestream. Cổng live nè, cổng live đó mình kết nối với điện thoại nè, để mình phát livestream nè. Cổng này là cổng tai nghe nè ha, vân tai nghe, vân monitor. Còn điện thoại bắt bluetooth đó, thì mình bắt chính cái bluetooth của ba mạch này. Thì nói chung khối livestream kết nối rất là đơn giản, nó không khó khăn gì hết. Anh em nào không hiểu rõ thì mình hỏi mình thêm ha. Này phần chỉnh nhạc nè, chép bass vân nè. Thì đây là chuẩn mạch mới nè, dành có cổng OTG nè, cổng LX. Cổng LX là anh em quen thuộc rồi. Cổng OTG đó là cổng trao đổi trực tiếp với điện thoại và hoặc là máy tính ha. Trao đổi dữ liệu là file video MP3 đầy đủ hết ha. Cổng OTG này khi cần sử dụng rất nhiều chức năng ha. Rất nhiều chức năng hay. Kết nối trực tiếp với điện thoại luôn. Một số cái điện thoại nó có chức năng OTG hơn luôn ha, bật lên mình kết nối không dây luôn đó, hoặc là mình kết nối với cái dây, với dây cáp á, dây cáp OTG ha. Đây là phần Bluetooth này ha. Phần Bluetooth thì nó có bấm mode nè, mode là mình chọn Bluetooth line-in hoặc là FM. Này có FM nha, này ghi âm, này open mic, này tới lui net, chọn bài ha. Thì cái đó đơn giản rồi. Thì mẫu ba mạch này nó có cổng in và cổng out. Cổng out để mình lắp sạc điện này. Cổng in out này ha. Còn cổng in á, cổng in á thì mình sẽ lắp cho TV. Nhớ TV đời cũ nha, TV đời mới bắt Bluetooth luôn cho nó lẹ ha. Ngõ ra này mình lắp với lo sub điện nha, chứ không phải super nha. Hay là ngõ vào bình ắc quy bên ngoài, cổng 220, công tắc on off ha. Thì đối với mẫu bo này á, nó cho mình phép mình lắp led này, led nháy theo nhạc này. Led nháy theo nhạc nó có hai dạng luôn. Thì mình giới thiệu đây, nhiều anh em muốn sử dụng thì sử dụng ha. Đây là dạng led nháy theo nhạc mà nó tín hiệu ngõ ra nó đã có này nè. Đây nè. Để lập trình là có sẵn luôn nè. Cái chân tín hiệu nè, data nè, led data nè, cấp nguồn nè, render nè. Cái mẫu mạch này thì nó có chân led này, nó đã có dữ liệu xuất ra nè, nó nháy cho led nè. Đó. Còn đây là dạng led sử dụng hai chân. Đó, led K là khóa K.
này là led, là đỡ mình cấp điện led á, đèn led 12V á. À, cổng này là 12V ngõ ra, để mình thích là mình sử dụng cho thiết bị bên ngoài thì mình kéo dây ra mình sử dụng. À, này là bình bên ngoài battery. À, rồi mình lấy nét chút xíu ha. Đây, đây nhiều anh em không thích kết nối sub điện thông qua cái jack in out ở trước mặt mặt đó ha, thì mình kết nối ở đây thì mình hàng lấy chân tín hiệu là o out, o là o boot á, và chân grinder hai chân thôi, mình kết nối kéo dây ra là mình đã kết nối bên với sub điện, hay là gọi là kết nối bên trong. À, còn cái jack này gọi là kết nối bên ngoài. À, kết nối bên ngoài thì thông thường những cái loa nhỏ mình đóng là mình kết nối sub điện bên, mình đặt bên trong cùng một thùng luôn thì mình hàng ở bên trong này nó sẽ hay hơn, nó không có cỡ dây nhựa lung tung ha. Đó, đó mình chỉ thêm cái chỗ đó cho các anh em sử dụng cho nó hợp lý. Ở đây là cái phần kết nối micro mic KC 5V grinder, thì đối với cái mẫu mạch này kết nối với mic 5V hoặc là 8V. À, thì những cái mẫu mic đời mới là 8V, những cái mic đời cũ là 5V, thì có hai chức năng mình kết nối được hết luôn ha, hai loại mic mình kết nối được hết luôn. À, à, mình có nhiều cái micro là tùy theo cái mức kích mà mình phải hàng cái chân này nó mới chạy được nha. Đó, chứ không phải là hàng cho vui đâu nha. Nhiều cái loại micro thì mình cắm vào và nếu nó không chạy mình phải hàng hai chân này, đó gọi là kích mức cao đó nha, kích mức cao. Đó, còn số chân còn lại là của cái phòng live stream, phòng live stream ha. Đây là mẫu ba mạch đây, thì mẫu ba mạch này âm thanh nó cực kỳ sắc nét ha. Đó, một mình đã trong những cái video mình đã test cho các anh em rồi nha, thì anh em có thể theo dõi thêm. Đó, hôm nay mình giới thiệu thêm về những cái chức năng. À, chức năng và những cái ký hiệu bên trong ba mạch các em dễ dàng sử dụng ha. Đó, còn cái phần ba mạch này mình đã có video cho các em rồi, tiếng echo reverb của nó rất là mượt ha, bass đánh thì rất là căng, bass ba tấc chuyên lo kéo bên mình có cung cấp đó thì đánh rất là hay, rất tuyệt vời. Đó, thì nhìn em nói là nghe chưa đã lắm, thì mình test qua điện thoại thì nó chỉ một phần nào đó thôi, mình cố gắng là quay âm thanh là thật nhất có thể nhưng mà nó cũng một phần nào đó thôi, trừ khi là mình nghe trực tiếp ha. Nếu anh em nào gần chỗ mình thì có thể ghé mình test trực tiếp cho nghe luôn ha. Đó, chắc chắn là nó sẽ không có uổng công phí anh em đi lại đâu ha, vì mẫu bạch này rất là ok, nó rất là tuyệt vời, âm thanh nó rất là nét ha. Cái điều đặc biệt những cái mẫu bo đời mới bên mình sau này á, toàn bộ là chống nhiễu rất là cao, độ chống nhiễu rất là cao. Ví dụ như anh em cấp lo dặn maximum lên hết, à, mình áp tai vô cái lo chép nó vẫn có tiếng ù ì á, xè xè á, là cái đó là cái bo chống nhiễu chưa tốt. À, còn những mẫu đời mới mình á, là chống nhiễu là tuyệt đối luôn á, không có một cái tiếng nhiễu nào luôn á. Đó, thì do vậy tại vì sao mình phải đề cập tới đó, nhiều mẫu bo nó cũng khá hay nhưng mà nó có tiếng nhiễu là mình gây ra rất khó chịu và nó cảm giác như mệt mỏi lắm. Những cái mẫu bo nó thì vì lâu về dài thì chắc chắn cũng phải bỏ thôi, không có dùng được, tại vì nó chưa có chống nhiễu tuyệt đối được, chưa có gọi là chưa đảm bảo về mặt kỹ thuật tốt nhất có thể. Đây là có nguồn sung ha, có nguồn sung. Đó, thì nếu mà anh em nào mà sử dụng điện á, 220 á, sử dụng điện nhẹ thì mình chỉ việc cắm vào đây. Cắm vào đây. Đó, thì đa phần lo kéo mình phải sử dụng bình. Sử dụng bình mình lắp vào đây. Thì đối với cái mẫu mạch này á thì mình sử dụng bình 14Ah là vừa. 14Ah là vừa. Đó. Thì khi sử dụng bình ắc quy á thì cái phần cái khối công suất này nè, khối nguồn xung này nè, thì nó trở thành là khối sạc bình. À, sạc bình tự động ngắt ha, nó đầy thì nó ngắt. À,
thì những cái mẫu đời mới này anh thấy, anh em thấy là nó không có cái đèn led để báo bình, không còn đèn led nên báo bình như những cái mẫu trước, mà nó báo trực tiếp với trên màn hình này luôn, nó báo theo kiểu dung lượng bình, nó báo kiểu dung lượng bình. Ở đây mình quay nhanh cho các anh em, mình không có cấp nguồn nha, nó báo cái cục pin trên màn hình này luôn, mình theo dõi mình biết là cái mức pin là mình bao nhiêu để mình sạc bình. Thấy như vậy cho cái bình nó cực kỳ quan trọng nha các anh em. Anh em đỡ mà suy bình nó cạn kiệt quá thì cái bình nó mau hư á, cái bình nó cũng giá trị nó cũng khá cao á, nó cũng gần bằng nửa cái mạch hoặc là hơn rồi đó. Như vậy là cái mình bảo quản mạch mà cũng bảo quản cái bình nó quay luôn đó, cái đó là những thiết bị nó dở hư đó các anh em. Cho nên là cái phòng sạc bình đó, mình giám sát cái đèn bình báo bình chỗ này nè, mình sạc tránh cho cái tình trạng là kiệt bình thì bình nó mau hư lắm ha. Đây là kết cấu ba mạch bên trong nè, đó ngõ ra hai kênh, thì ở đây mình lắp một kênh như vậy, mình lắp ba tấc lo ba tấc bát ba tấc ha, một cái chung cái chép. Nếu như mà anh em nào có thể muốn lắp hai tấc đôi hoặc là 2,5 tấc đôi, mình đang nói về lo 4 ôm lo chiên lo kéo nha, chọn đúng phù hợp với công suất của mạch, công suất mỗi kênh là 100W thì đánh ok hết ha. Đó, do vậy là đối với mẫu mạch này có thể là chạy 4 bát 2 tấc hoặc là 4 bát 2,5 tấc đánh ok. Đó, nhưng mà mình phải đảm bảo về mặt kỹ thuật là phải chọn đúng nha. Đó, chứ không phải là mình dát những cái lo âm ly mình lắp vô là được đâu, lo âm ly nặng lắm. Ở đây mình giới thiệu mình cũng lưu ý một số điểm đó cho các anh em. Lo âm ly một cái nó tới 200W, cái 2 tấc lên tới 200W rồi. Đó, một kênh như vậy là chưa chắc thì đánh nổi luôn á. Đó, mình cũng lưu ý cho các anh em, mình đang nói là lo 3 tấc là chuyên lo kéo. Đó, 3 tấc thì nó có nhiều dạng lắm. 50W, 80W, 100W, 120W, 150W đủ kiểu hết. Như vậy là mình chọn cho phù hợp. Đối với cái mẫu mạch này mình chọn lo bát tầm 80W là đánh ok luôn á, đánh căng luôn á ha. Nghe cái đó thì mỗi kênh như vậy mình lắp một cái bát, cái chung, cái chép. Cái lo chung thì mình qua tụ, lo chép mình qua tụ, chỉ cần như đó là đủ rồi, không cần có phân tầng gì hết á. Nhiều anh em cứ hỏi phân tầng nó phức tạp lắm, không cần nha, nó lắp đơn giản lắm, không có gì phức tạp hết nha. Đó, mà nếu như mình lo đôi thì mình đảm bảo cái chợ kháng lo bát là 4 ôm đến 8 ôm, 8 ôm thì mình lắp song song, 4 ôm mình lắp nối tiếp. Đó, thì tương tự cho kênh thứ hai, hai kênh. Đó, hai kênh. Đó, hai kênh là giống nhau, vì sử dụng 2C mà. Z3818E. Đó. Hai bên trong ba mạch. Thì tất cả những cái IC này là nó chạy công dạng LED D, nó không có tỏa nhiệt ha, không tỏa nhiệt. Nên là cũng không sợ quá nóng ha. Nếu anh em mà chạy ở chế độ mà định mức luôn á, sử dụng maximum á, thì mình cần thiết mình gắn thêm miếng nhôm tản nhiệt vô. Còn nếu mà chạy dưới đó là gần như là rồi là không nóng luôn á, thì cái ladder hiệu suất nó cao, chạy nó mát. Nên là đa phần những mạch lo kéo hiện nay là sử dụng ladder hết ha, ladder là không còn nữa. Ngày xưa thì có ladder TD8294 chạy sò 5002, nhưng mà những cái mẫu đó là đời trước rồi, không còn sử dụng nữa vì nó phát ra nhiệt, nó hao bình, rất là hao bình. Đa phần giờ này sử dụng ladder. Ok, thì đây mình giới thiệu nhanh cho các anh em ha. Các anh em có nhu cầu mua hàng thì cứ liên hệ vô phần tin nhắn á, mình sẽ trả lời cho các anh em. Đó, đây là đầy đủ các phụ kiện ha. Rồi, kết thúc video tại đây.